Đấy. Kia là con chim mồi à? Con chim mồi biết chắc là con mồi ấy. À. Thôi bà bán này thì thế nào chẳng có khách. Có khách nhưng mà giá không vừa giá không bán được thôi. À nhưng mà bắt buộc là phải 1,6 triệu mới bán. Giá rẻ quá không bán. À. Bán có thể bán 2,3 thì ai bán được. Mỏng mỏng cho người ta tí cũng được. À, bà đang đẹp mà đúng không? Em vào xếp vào chiều dưới bà bán được, bán được rồi, bà bán được. Chiều dưới bán được rồi. Bất thì người ta một có thêm một tí được 100 bà ra thì được ăn phở. Nhưng mà không được. Không được. Vâng. Chiều 6 con này. Hót nhà hót nhiều chưa bà? Hót nhiều mà ông để chéo hót đấy, nhưng mà hết tiền rồi, hai ông bà già hết tiền rồi. Ừ. Không biết đi đâu được. Con này nuôi lâu chưa bà? Hai năm rồi á? Ồ, hai năm thuận lắm rồi giờ. Nó hót như nào nhiều nó? Hót nhiều mà ở nhà, hót nhiều mà. Hót nhiều nhà quen, nó hót nhiều. Ra đây mà hót nhiều vào thì mọi. Ra đây đông người nó còn hót mà. Hót nhiều vào thì mọi người mới thích. Phải giá phải hợp lý đúng không? Đấy, toàn bộ khu vực này là chợ chim, cho nên là đưa anh em đi tham quan vòng chợ chim rồi. Anh em thích thì sang chim này chơi. Hả? Hả? Hai con này đẹp chứ nhỉ? Con nữ. Hả? Chưa chơi được phải không? Chơi được cho xong con này, chơi cùng mấy em bên này. Cho lên chơi mổ tí cũng được chứ sao. Cái này ví dụ này con này to chim vỡ nhỉ, to chim nhỉ. To hẳn bằng cơm bằng kia. Đây khu vực này anh em mang giờ rất là nhiều. Hôm nay mang con nào Nam? Chợ này rất nhiều chào màu. Họ mi này thuần phết đây. Rất là thuần. Á thuần nha. À, chưa treo được à? Đây. Không cho được đâu mà. Treo hẳn ra cái đốt. Ở đây có 3 4 con 2 4 6 8 con chà mào. 8 con chà mào đây này. Khá đẹp. Đấy. Ngắm ngắm tí ở dưới này có một con mào đẹp thế, con này. Đấy. Con này màu lân. Màu lân thay lông xong rồi. Màu lông rất là mượt mà luôn. Đấy, con này cũng đẹp nhờ, cao. Đây là bản chất đấy. Bản chất, bản lô bình ấy phải không?
À, Đình Lập chứ nhỉ, bản Chu bản Chắt ấy. Ý, khá đẹp nhỉ, cao. Con này của Nam ấy phải không? Rồi, thấy không? Không nào được, không nào được. Ui, con này đang thay lông như sao, xù hết lông. Gà rừng. Chợ chim càng ngày càng tấp nập, càng ngày anh em càng mang ra chơi nhiều, rất là chợ. Chim cái rồi. Giang. À. Cái. Chả màu rất nhiều nhá. Má lớ, má lớ. Má lớ. À. Đấy. Thịt nhiều lắm. Mồi. Chào vào. À, nghe thằng này á. Ê, một dàn trà màu dưới này. Đây là toàn là má trắng, anh có mấy con má đỏ rồi. Đấy. Màu. Ấy, gù đấy. Chào khách rồi đấy. Con này chưa chắc là được, chắc là được đâu.